Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Bóng Đá Plus. Tiền vệ hàng đầu của đội tuyển Thái Lan Sarek bày tỏ mong muốn sớm có ngày được sát cánh cùng Hoàng Đức trong áo của Pattham United, một thông tin mà khiến nhiều người sẽ bất ngờ. Tuy nhiên, hãy cùng đến với chi tiết câu chuyện ngày hôm nay của Bóng Đá Plus để có thể mường tượng được khát khao của người Thái muốn sở hữu Hoàng Đức là lớn đến như thế nào. Trước đó thì đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Bóng Đá Plus, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Cùng với Nguyễn Quang Hải thì Hoàng Đức được xem là một trong những ngôi sao hay nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thời gian qua, tiền vệ trẻ của câu lạc bộ Viettel liên tục nhận được những lời mời đề nghị ra nước ngoài thi đấu từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí là Oman. Trong số này thì câu lạc bộ PG Pathum của Thái Lan là đội bóng săn đón Hoàng Đức nhiều nhất. Sau hai lần thuyết phục Hoàng Đức đến Thái Lan bất thành, Pathum United tiếp tục đưa ra lời đề nghị thứ ba. Theo đó, Pathum United sẵn sàng đưa Sarek Ogan, tuyển thủ quốc gia Thái Lan chơi tại AFF Cup 2020 rất hay, cùng với một khoản tiền để thuyết phục Viettel nhà người. Nhưng cũng như hai lần trước đó, đội bóng chủ quản của Hoàng Đức là Viettel tiếp tục từ chối lời đề nghị tha thiết từ phía các nhà đương kim vô địch của Thái League. Ngoài sự quan tâm lớn từ PG Pathum, Hoàng Đức cũng nhận được sự nể trọng về mặt chuyên môn từ phía những đồng nghiệp của đội tuyển Thái Lan. Thông tin độc quyền mà Bóng Đá Plus có được, mới đây tiền vệ Sarek Ogan, người đang thuộc biên chế của Pathum United và là trụ cột của đội tuyển Thái Lan, bày tỏ mong muốn sớm trở thành đồng đội của Hoàng Đức. Cụ thể, thông qua trang cá nhân trên mạng xã hội, Sarek Ogan đã nhắn tin rủ Hoàng Đức sang Thái Lan chơi bóng. Đáp lại tấm thịnh tình của người đồng nghiệp Thái Lan, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam gửi lời cảm ơn, thể hiện sự trân trọng, đồng thời cũng tiết lộ lý do khiến anh chưa thể ra nước ngoài thi đấu dù bản thân rất khát khao. Trước câu trả lời của Hoàng Đức, Sarek Ogan lấy làm tiếc nuối và đồng thời bày tỏ mong muốn sớm có ngày được sát cánh cùng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam trong áo của Pathum United. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng tài năng của Hoàng Đức không chỉ được ghi nhận bởi những người ở Việt Nam mà ngay cả một tuyển thủ quốc gia Thái Lan khi họ đối đầu với Hoàng Đức và họ quan sát Hoàng Đức thi đấu, họ cũng rất thích được sát cánh cùng cầu thủ này. Rõ ràng rồi, bất kỳ ai cũng muốn được chơi bên cạnh những cầu thủ có tố chất và có đẳng cấp. Và chúng tôi cũng mong thấy một ngày Hoàng Đức sẽ được ra nước ngoài thi đấu để nâng trình độ của bản thân và tạo ra nhiều sự đột biến hơn nữa trong cách chơi của mình, qua đó về cống hiến cho bóng đá Việt Nam nhiều hơn trong áo của đội tuyển. Còn bây giờ, xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!